Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình sử dụng cái ổ khóa MIDI du lịch nhỏ gọn và rất là tiện lợi nha các bạn nha. Đây là những tín đồ mà đi du lịch hoặc là thường đi công tác mà có ba lô hoặc là vali gì đó mình muốn cài lại cho nó an toàn, thì đây chính là một vật dụng không thể thiếu nha các bạn. Rồi ok, thứ nhất là cái mật khẩu mặc định của cái ổ khóa này là 0000 nha các bạn, 3 số 0 nha, các bạn nhìn thấy nè, 0000. Ok, mình bóp nó vô vậy là ok, mật khẩu mặc định ha. Ví dụ như mà mình móc vô cái vali rồi, mình chuyển nó thành một con số này là số 8 nha các bạn, số đầu tiên là số 8 nha, 800, thì đây mình bấm nó hết vào được nha. Rồi mình chuyển nó về 0 thì cái này mình đã sử dụng lại được bình thường ha các bạn nha. Ok, rồi còn một cách thứ hai nữa, ví dụ bạn nào mà muốn thay đổi cái mật khẩu mặc định này 0000 thành một cái mặc định cái mã số khác thì các bạn làm như sau ha. Dưới đây nó có một cái lỗ, các bạn dùng cái viết nè, các bạn chọn nó vào nha các bạn. Rồi ok, và ở trên thì mình cứ thay đổi thôi. Mình thay đổi ví dụ như cái hàng về hàng trên này đi, mình thay đổi qua số số 7 nha các bạn. Rồi ok, vậy là mật khẩu bây giờ của nó là 700, mình bóp vào là được nè nha, mình bóp vào là được. Bây giờ mình chỉnh đi một cái số khác, rồi là không được này nha các bạn nha, mình chuyển về đúng mật khẩu nó mới ra được 700, thì mình bóp vào được. Ok, chúc các bạn vui vẻ nhé.